Rồi rồ kéo 5 tấn 5 mét. Nhưng mà tới đây nè nó được khoảng hơn 4 tấn 6 chút xíu nha. Tại vì nó qua cái vòng tròn này nè. Qua cái vòng tròn này là nó mất hết cũng nhiều. Nó qua cái vòng tròn này nó mất khoảng 4 tấn rồi. Nó hụt lại chút xíu. Rồi 4 tấn 6. 4 tấn 6 chút xíu. Này. Số 0 chạy xuống đây. Ừ mẹ coi con kỹ đi để mất công mà nó thiếu dư luôn chút xíu luôn rồi. Thấy chưa? Ok ha. À 5 mét dư thuốc.